người nhá, thì hiện tại là mình đang có mặt tại cơ sở gọi là 201A Trần Quốc Hoàn anh em nhá. Đây quán của ông anh mình anh em ạ. Nói chung là không phải PR đâu, không phải là nhận tiền cắt xe gì đâu. Dạ. Thì hôm nay rất vui, hôm nay có sự có mặt của rất nhiều anh Việt. Đấy. Đang hẹn nhau đến đây ăn uống để giao lưu rồi. Đấy, có anh chính gọi là chuyên bên gọi là đây gọi là định giá mọi loại tiền em nhá. Đấy. Nó có thật tiền tặng em nhỉ? Ok, ok luôn. Đấy, trên bên tiền đẹp cứ kiểu số đẹp ấy đấy. Vì bữa nay em kiên trổi em đấy. Em kiên trổi em nhá, thì anh em có cuộc hẹn rất lâu rồi anh em ạ. Nhưng mà hôm nay mới có dịp gặp nhau thì đầu hơn nửa sáng đúng không? Mày cút về đồng kia đấy đấy đấy. Đấy. Mẹ mày phải biết căng như thế này, tao là thằng nhẹ mày nói được mà tao còn nhìn được mày quay mà mày không nhìn được cả thằng kia, mày ngu đấy à? Hello anh em nhá, thì hôm nay là Kiên là anh em mình biết nhau lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có cái dịp để mà anh em mình có với nhau. Đấy thì bây giờ tất cả anh em mình đang ngồi đây đứng đây một tí để đợi một nhau một tí rồi lên kia nhậu anh em nhá. Đấy. Say lắm rồi. Đâu say đâu uống đâu say này. Đâu đâu say. Quên chưa say. Đâu 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 đấy. Chưa uống nhiều chuẩn bị lên anh em. Đây là em có bách khỉ anh em nhá. Em bách khỉ. Đây là anh Tài Mõm anh em nhá. Đấy thì anh em mình đây hiện tại là mình đang ở cơ sở 8 ở 201 Trần Quốc Hoàn là quán của anh Tài. 201 Trần Quốc Hoàn đây nhìn đây thì đây. Đấy, em thấy chưa? Đấy. À, em cơ sở 8 Trần Quốc Hoàn. Anh em nào mà muốn ăn gọi là bún riêu tóp mỡ lê ra, đây là lẩu riêu cua thì anh em đến đây ủng hộ anh của mình nhá. Đây không nhận một đồng tiền PR cả. Không phải PR nhá, đây chủ yếu là giới thiệu thôi quán của anh mình giới thiệu thôi đúng không? Đúng anh. Em ơi. Đấy, vợ chiều quay về phát phải dây luôn, mày quay đeo tết ở phải. Đây đúng rồi, nhất định anh em nên là bắt đầu anh em nhậu với nhau là đến bếp tận nhà chơi nhá. Ok, được. Đây bên anh em chỉ bị lên nhậu đây anh em nhá. Không say thì không về luôn. Không say về nhá. Hôm nay không say về nhá. Hôm nay quần cả hôm sát của anh chạy đâu hết rồi. Đây đến đây là cặp quần tặng anh em mỗi người quần ông anh. Tặng anh em thang 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 thang. Ồ, chuyện này riêng của Kiên thì mấy anh em cũng ngồi đây thì... Cho mọi người xem đây là ai nhỉ? Việt Hoàng. Đấy, Việt Hoàng tem gãy tivi. Tem gãy tivi. Ở đây anh Tài em. Tài Mõm. Tài Mõm, là Tài Mõm. Bên họ hậu cần, bên bên cà phê. Cà phê xin đồ. Đây là đồng nguyên chất. Tại sao anh em lại biết là đây là, tại sao đây gọi là đồng nguyên chất? Anh là buôn đồng. Đây anh chính đấy. Bên gọi là đô la phủ đây. Bên rửa tiền. Bữa anh đồng, à bữa anh chính anh có đến anh tặng cho mỗi anh em một tờ tiền 1 tỷ, à 1 triệu đô. Tao này không biết là định giá bao nhiêu. 1 tỷ đô. Nhưng mà tao này định giá là 3 tỷ Việt đấy. Anh rút toàn 1 tỷ đô. Em chỉ cần tâm đức 1 tỷ tiền Việt thôi là em hết lặng. Bây giờ em ngân hàng đổi phát nhá. Anh đảm bảo với em là chữ luôn. Ơi nói đùa thôi, tờ tiền này thì nó là cái tờ tiền kỷ niệm lưu niệm của Mỹ. Nó mang tính chất may mắn về cổ vũ tinh thần cho em cố gắng để làm ra những số tiền. Bây giờ mà tất cả anh em mình vay ngân hàng chất là tinh thần là chủ yếu. Và em hiểu mà chứ em có đấy đâu. Chết thôi đấy. Đấy nói chung là anh tặng một tập tiền để kỷ niệm may mắn cho anh em. Ra giúp cùng một lúc là ngân hàng ra kiểu đi mẹ. Nói chung là anh Khoa này ở đây trách nhiệm hơi cao cả anh ạ. Anh Khoa thôi lên chém luôn anh. Lên chém luôn à? Ok em. Đây đây là Hưng. Ngàn bên của anh Lưu Tuấn Anh, anh em nào xem kênh anh của anh Lưu Tuấn Anh là anh em sẽ biết chuyên chôn phố đi bộ. Đường phố là đường phố. Nói chôn hay thì không phải một cái gọi nghịch ngu anh em ạ. Có ngày ăn đòn oan, có ngày nhập viện oan, kịp lại thôi. Ok rồi. Đây. Nói chung là chỉ vì là giải trí mang lại những video giải trí cho anh em thôi mà. Đánh đổi luôn thôi anh em. Đây, đây, em giới thiệu rồi, anh bên bây giờ cà phê tiếp nhận. Thế là anh em mình là quán cà phê để đi tiếp rượu. Còn rất được quán bún luôn anh. Nói chung là nói thì anh em sẽ bảo PR nhưng mà thực sự mọi người đây là quán của anh của mình.
201 Trần Công Hoàn ở Hà Nội. Quán Lê Giang. Quán bún Lê Giang. Có 8 cơ sở. Bún Lê Giang. Lê Giang. 201 Trần Quốc Hoàn, quán bún Lê Giang. Đây là quán của anh của mình thì anh em đồ ăn ngon đấy. À, nhân viên gọi là nhiệt tình đấy. Dễ thương. Anh em là gần khu vực này thì em có thể qua đây quán cho anh nhé. Đây mình giới thiệu cho. Không nhận được một đồng gọi là đồng cắt đồng nào để PR, anh không lịch mình, không nhờ mình, không trả tiền mình. Nói chung là chỗ anh em thì mình gọi là giới thiệu hộ để anh em là qua ủng hộ cho anh của mình thì cứ nhủ vậy cho mình luôn. Đấy, có anh đồng ấy cái kiểu đấy, anh em chuyên chổi ấy. Đây thằng em nói xong chưa? Xong rồi. Về làm chủ. Rồi, ông này ông nào ấy nhỉ? Anh ai ấy? Không quen. Anh đi ra đi. Đâu tiền bạc phát được, biết đâu ai anh đâu em ngay. Bị nhiều rồi anh ạ. Nói chung mình cái pha bị nhiều rồi. Tiền Long là mẹ mai không biết là ai. Chơi em thôi anh ạ. Nói chung là mấy anh em. Thứ nhất là giao lưu. Thứ hai là ủng hộ quán của anh của mình. Thứ ba là công việc của em kiên trổ. Mình muốn nhiều phần đâu đấy. Ok anh ạ. Nhưng mà Follow cũng đủ cái gì đó được này.